Hôm nay ngày 20 tháng 10, chị chúc cho chia sẻ yêu thương cho 1,5 tấn rau và vô mấy cái bếp cơm từ tiện. A Di Đà Phật. Rau củ quả vô bếp cơm từ tiện. Cảm ơn gia đình chị Chúc, cảm ơn gia đình chị Kiều hộ đồ cho bếp cơm ăn có nhiều sức khỏe.